Làm chủ mọi bí mật chạy quảng cáo vi phạm chính sách Facebook Ads và Google Ads chỉ trong 3 buổi. Bạn là marketing, sale đang bế tắc khi tìm kiếm khách hàng mới. Bạn là HR, nhà tuyển dụng đang mòn mỏi tìm kiếm ứng viên, đau đầu phát triển các kênh cộng tác viên tuyển dụng. Bạn là tổ trưởng các đội nhóm, muốn nắm vững kiến thức về quảng cáo vi phạm chính sách để có thể vận hành, quản lý team marketing của mình. Bạn chưa có kiến thức về quảng cáo Facebook, Google hoặc đã từng chạy quảng cáo nhưng không hiệu quả, muốn học quảng cáo vi phạm chính sách bài bản từ cơ bản đến chuyên nghiệp. Vậy thì khóa học chạy quảng cáo vi phạm chính sách của Mel chính là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn của bạn. Là CEO tại tainhuyenvip.com và bocklinhvip.com với kinh nghiệm 5 năm leader team marketing thực chiến chạy quảng cáo Facebook Ads và Google Ads cho gần 50 đơn vị với nhiều ngành nghề dịch vụ vi phạm chính sách khác nhau. Chúng tôi cam kết chỉ sau 3 buổi học sẽ giúp bạn làm chủ mọi bí mật chạy quảng cáo vi phạm chính sách, Facebook Ads và Google Ads, tự tay chạy và tối ưu quảng cáo chuyên nghiệp, tư duy chuẩn xác nhất về nhắm đối tượng, từ khóa, hiểu rõ các chỉ số quảng cáo, loại bỏ các yếu tố cảm tính suy diễn, kỹ thuật tối ưu chi phí mà vẫn duy trì hiệu quả quảng cáo, quy trình nuôi, bảo mật, quản lý tài khoản Facebook, Google số lượng lớn giúp bạn ẩn danh hoàn toàn, full tool, trick để trở thành top ngành vi phạm chính sách. Đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và quan trọng hơn cả là kiếm thật nhiều ngoại tệ về nhé. Đăng ký khóa học ngay bằng đường link bên dưới để nhận được khuyến mại giảm trực tiếp 2 triệu tiền mặt cùng nhiều ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho học viên của Mel nhé.